Video này được mang đến cho bạn bởi Fastcare, hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop và máy tính bảng có 12 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang đến trải nghiệm an tâm cho khách hàng nhờ vào đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, linh kiện cam kết sử dụng loại tốt nhất trên thị trường, sẵn sàng hoàn tiền 100% với quy trình công khai, khách hàng có thể xem trực tiếp và ký tên trên linh kiện để yên tâm hơn. Đặc biệt là Fastcare rất minh bạch về chi phí và không phát sinh thêm. Và nếu bạn là học sinh sinh viên thì sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi sửa chữa thiết bị. Các bạn có thể đến ngay các cửa hàng của Fastcare tại thành phố Hồ Chí Minh để tận hưởng dịch vụ đến tận răng. Cái phim này thì có cái chó ở đâu, nội dung thì tào lao, xây dựng cốt truyện thì như nồi cám lợn. Nhưng mà phim này có mấy con nhầy nhầy đúng không? Đúng, và mấy con nhầy nhầy đấy đánh nhau thì thế là phim hay rồi. Review phim có thể nói là vua của mọi nghề, một người nói hàng trăm người nghe, và thậm chí chính cái người đang review là tôi, một người không hề có chuyên môn về phim vẫn có thể phê bình về phim như thật. Nhưng mà riêng cái phim này thì tôi cảm giác là dù có chê đến cái mức nào đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ thành công và kiếm được ra tiền. Đó chính là Venom. Trải qua 6 năm với 3 phần phim, Venom đã chứng minh được mình với thế giới rằng không cần là phim hay thì mới có thể kiếm được nhiều tiền. Tại vì phim hay hay dở nó là khách quan, nó là chủ quan. Đôi khi phim chỉ cần có một cái chủ đề mà ai cũng muốn xem thì chắc chắn là sẽ thành công. Và chính xác là tôi đang nói đến vũ trụ điện ảnh Marvel đấy. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, 6 năm cho 3 phần phim, tốc độ viết kịch bản còn nhanh hơn tốc độ đăng status seeding của rap Việt của Carrick, thì lấy đâu ra mà có kịch bản hay cho được. Chưa kể là 3 phần phim Venom đều một mình là do cô này. Cô ấy tên là Kelly Marshall. Nếu bạn không biết thì 2 phần phim đầu cô chỉ viết kịch bản thôi, sang đến phần 3 này thì cô vừa viết kịch bản vừa là đạo diễn luôn. Thì rõ ràng vấn đề ở đây là 2 phần trước tệ 1 ấy, thì phần này sẽ tệ gấp đôi. Theo báo cáo doanh thu mở màn của phim thì Venom 3 chỉ đạt doanh thu 51 triệu đô nội địa. Con số này là thấp nhất trong cả franchise, cho thấy rằng anh chàng nhầy nhầy da đen này mà không có người nhện xuất hiện bên cạnh thì cũng sẽ hạ nhiệt theo thời gian. Nhưng mà ý tôi ở đây là chỉ hạ nhiệt thôi nhé, chứ không phải là chết hẳn. Tại vì 51 triệu cũng là con số quá khổng lồ đáng mơ ước của nhiều bộ phim. Ít nhất thì họ chỉ tốn khoảng 3 ngày để bằng 1/2 tổng doanh thu toàn cầu của Madame Web và gấp 51.000 lần doanh thu toàn cầu của biệt đội Hot Girl rồi. Vậy thì Venom The Last Dance tại sao cũng chẳng hay tí nào nhưng vẫn thu hút được người xem, trong khi các Madame Web hay là các Morbius, thậm chí là sắp có Kraven The Hunter cũng chẳng thể sánh được, mặc dù chất lượng hoàn toàn tương đương, thì tôi sẽ review ngay bây giờ. Nội dung của Venom The Last Dance lấy bối cảnh ngay sau Venom Let There Be Carnage. Eddie và Venom bị tổ chức đặc biệt của chính phủ Mỹ truy lùng. Cùng lúc đó thì No, chúa tể của các symbiote, cũng cử vài con quái vật linh tinh xuống để săn lùng Venom và cướp lấy khối Codex, một thứ sẽ giúp hắn thoát khỏi The Void. Về phần nội dung thì rõ ràng là nó chả có gì mới mẻ cả, nó chả khác gì 2 phần trước và rất nhiều các dạng phim an liền ở ngoài kia. Nhân vật chính đột nhiên vô tình vướng phải một cái hành trình nào đấy bởi một thế lực nào đó. Nhân vật chính tiêu diệt thế lực đó, hết phim. Phải nói là đây là một cái dạng kịch bản mà các biên kịch Việt Nam xoẹt ba đường là có một cái, chứ chả cần phải sang tận Hollywood. Về mặt lý thuyết thì cái này nó cũng không tốt lắm đâu. Nhưng mà khi ta đặt nó vào Venom, điều đó không thực sự có ảnh hưởng. Ví dụ nhé, nếu bạn là Trấn Thành và bạn nói là tôi muốn thay đổi nền điện ảnh Việt Nam và sau đó tung ra đất rừng phương Nam thì nó cũng khá tệ đấy, tệ với cả chúng tôi. Còn đối với Venom, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và ekip không hề cố làm cái gì quá cao siêu. Họ chả nói là Venom sẽ có chiều sâu, có câu chuyện hay, có diễn xuất đỉnh cao. Họ không hề cố gắng làm cái điều đấy. Ngược lại, họ cố làm sao cho mấy con nhầy nhầy đánh nhau nhiều nhất có thể. Thế thì tôi có thích không? Chẳng cần phải làm quá gì nhiều. Thì bạn có thể nói đây là một kiểu làm phim bán linh hồn, làm phim tư bản hóa. Thì rõ ràng, rõ như độ uy tín của Fastcare luôn. Đó chính xác là mục đích của Sony khi tạo ra cái chuỗi phim Venom này. Thì thực sự là tôi thấy làm phim kiểu như Sony này thì dễ để thoát pricing cực ấy. Nếu nó mà flop hẳn như Madame Web thì không nói làm gì, nhưng mà cứ kiếm tiền đều như Venom thì chính xác là họ có thể chiến thắng mọi cuộc tranh luận. Nếu ai đó bảo Venom không hay thì họ sẽ nói rằng bố mày có làm phim hay đâu, bố mày làm phim đấm nhau với đồ họa đẹp thôi mà. Mày nhớ tao làm gì nữa không? Tao làm game. Còn nếu ai đó bảo Venom hay thì họ đã bước vào cái bẫy tư bản và Sony bắt đầu ngồi cười hà hà trên đống tiền thôi. Nhưng mà phải nói là Sony cũng khá là thức thời. Họ làm ra phần cuối của Venom và rõ ràng là Venom có dấu hiệu kiếm ít tiền đi thật. Phải nói là một bước đi đỉnh đến từ nhà Sony. Chắc là họ đang chuẩn bị làm Spider-Man và Venom. Thì quả đấy mới thực sự là siêu tư bản, fan service chúa tể Deadpool gọi bằng cụ. Đấy, tóm lại là nội dung của Venom The Last Dance nó chán. Nhưng mà có đi xem không? Thực ra có đấy. Về tuyến nhân vật thì khá tuyệt vời khi mà cuối cùng No, chúa tể của các symbiote cũng đã xuất hiện. Nhưng mà tuyệt vời mà tôi nói ở đây là nếu họ thực sự cho No xuất hiện ít nhất là 5 phút và làm nhiều điều gì đó tích cực hơn. Tại vì thực sự mà nói thì đây đã là phần cuối rồi. Nhưng mà chùm cuối của các symbiote vẫn xuất hiện kiểu nhá hàng thì có hơi hụt hẫng. Hoặc là sẽ có phần sau nữa chăng? Một cú lừa chăng?
Hoặc có thể họ nói đây là phần cuối cùng của Venom, nhưng mà sau đó mà họ ra mắt Venom and Friends thì chúng ta cũng không hoàn toàn biết được. Nhưng mà đúng là No xuất hiện thì có hụt hẫng thật. Nhìn cái tạo hình này mà cho pha nhau với Venom thì thực sự phải nói là bún đậu mắm tôm cũng không thể tuyệt phẩm hơn được. Và đáng tiếc hơn nữa là một dàn symbiote cực kỳ nhiều như là Toxin, Phage, Slasher, Agony được nhét vào chỉ để cameo và không làm quá nhiều thứ nổi bật. Trong khi danh tiếng của các symbiote này thì không thua kém gì Riot phần 1 và Carnage trong phần 2. Nếu mà thích tư bản hóa thì Sony thực sự có thể làm Venom 3, 4, 5, 6, 7 với mỗi phần là một con symbiote khác nhau, nhưng mà họ đã chọn gộp hết vào trong một phần cuối cùng. Với tôi thì nó nhanh và nó hụt hẫng, tại vì nếu mà là khán giả trung lập thì tôi nghĩ là chả biết con nào với con nào, trông nó nhầy như nhau. Còn các fan comic thì sẽ thấy sự xuất hiện này chưa đủ thỏa mãn. Đã lỡ gộp vào rồi thì cho xuất hiện nhiều hơn một tí đi thì sao? Nhưng mà họ lại đổ nhiều thời gian vào tuyến nhân vật con người, điều mà chúng ta đã luôn thực sự thấy là không cần thiết trong cực kỳ nhiều bộ phim rồi, mà cực kỳ là bộ phim này. Một vài ví dụ có thể kể đến là Kong vs Godzilla này, Transformer này, tuyến con người trong mấy phim này như là chỗ có ấy. Người xem thực sự không cần tuyến con người quá liên quan đến câu chuyện, cùng lắm chỉ là cầu nối và chất xúc tác thôi, chứ không nhất thiết phải ảnh hưởng đến cả cục diện trận chiến như trong Venom The Last Dance. Vì rõ ràng đây là sân chơi của mấy con symbiote để chúng nó tự phang nhau rồi nói chuyện, có khi còn thú vị hơn. Nhưng mà không, chúng ta cứ phải có con người vào cơ, rồi đóng góp cho phim như một con NPC mà không hề hỏi xem là khán giả có cần điều đó hay không. Nói chung là về phần nội dung và chia tiến truyện thì có thể nói là Venom là một bộ phim tầm trung. Nhưng mà riêng về khoản hành động nhá, đồ họa nhá, kỹ xảo và giải trí thì Venom phải là bố của các bố ngành điện ảnh. Nói thế hơi bố láo, chắc là tôi sẽ bị cancel đấy, nhưng mà nói chung là tiếp tục khẳng định cái thế mạnh về hình ảnh của mình thì các cảnh hành động trong Venom được làm vô cùng chỉn chu. Nó cũng không có quá nhiều đột phá so với phần phim thứ hai đâu, nhưng mà cũng đủ để khiến người xem trầm trồ trong rạp. Nói thật là tôi không phải là kiểu người thích xem phim kiểu trường trường lắm. Tôi thích xem combat tay đôi giữa người với người kiểu Captain hay là Mission Impossible cơ. Nhưng mà thực sự xem mấy quả symbiote này đập nhau trông nó bầy nhầy nhưng mà đẹp. Về khoản này thì Sony là chùm rồi, không chê được gì cả. Chemistry của bộ đôi nhân vật chính thì vẫn tốt như hai phần trước. Phần này có phần tốt hơn khi mà sự hy sinh đã xuất hiện và tính cách của hai nhân vật này đã được thay đổi để phù hợp hơn với bối cảnh phim. Thì có lẽ đây là cái điểm mạnh nhất của Venom khi mà đã tạo ra được một cái sự liên kết chặt chẽ giữa cá nhân và cá nhân, một điều mà ít phim siêu anh hùng thời nay làm được. Kiểu hầu tí là đa vũ trụ và hầu hết là cố gắng để nhét càng nhiều siêu anh hùng để hút fan càng tốt. Một bộ phim gần đây đã làm được cả hai chính là Deadpool và Wolverine, và rõ ràng là bộ phim đã quá thành công khi mà làm trọn vẹn cả hai công thức trên. Đối với Venom, mối quan hệ của Eddie và Venom chính là linh hồn của phim. Các câu đùa thì hầu hết đến từ cặp đôi này và tất cả đều khá là hài và góp phần đẩy cái sự thú vị của phim khiến khán giả không bị chán. Về khoản này thì phải khen Tom Hardy. Dù là cái phim kiểu này diễn xuất không phải là thứ quá quan trọng, nhưng mà Tom Hardy vẫn làm tốt trách nhiệm của một diễn viên cho vai diễn này. Nói chung là bạn cứ tưởng tượng là lúc quay phim ấy, bố này cứ phải đứng nói một mình ấy, với con Venom ấy, mà lại rất có cảm xúc, giúp bộ phim có một vài đoạn trùng xuống để khán giả cảm thấy đồng cảm ấy. Thì nó không có quá nhiều đâu, nhưng mà nó có. Khi mà trả lời phỏng vấn thì Tom Hardy nói là hoàn toàn sẽ muốn đóng Eddie đến chết, miễn là nhà sản xuất muốn làm phần tiếp theo. Điều này chứng tỏ một điều là Tom rất yêu thích nhân vật Venom, hoặc là bố này vừa lỡ mồm leak ra phần tiếp theo của Venom. Mà nói đến phần tiếp theo của Venom thì tôi vừa mới đọc nhanh một cái vài cái giả thuyết trên mạng về việc cái mảnh của Venom của phim chưa hẳn là đã chết, sẽ vô tình dính phải Spider-Man. Bạn tưởng điều đó là bất ngờ ư? Spider-Man đó chính là The Amazing Spider-Man của Andrew Garfield, con mẹ nó Phil, và tiến luôn sang phần 3 của Người Nhện Siêu Đẳng. Quả đấy mà xảy ra chắc là Sony phải two step ahead mất. Chung quy tổng thể lại thì Venom vẫn cứ là Venom, 3 phần như một, nhà phê bình chê cứ chê, khán giả xem, tiền kiếm cứ kiếm. Còn Sony bảo đây là phần cuối thì tôi không tin lắm, con gà đẻ trứng vàng mà không cần tốn quá nhiều công sức, công 1 lãi 10 thì làm gì có chuyện mà Venom dừng lại được. Chưa kể là còn mới giới thiệu No, bên cạnh đó là nhà hàng liên tục các phản diện trong Sinister Six thì tôi nghĩ là không có lý do gì kết thúc Venom tại đây cả. Nên là các bạn cứ sẵn tiền đi, kiểu gì Venom cũng quay lại thôi, mấy cái phim kiểu này làm 10 đời cũng không bao giờ hết content. Và tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.